សួស្តីទាំងអស់គ្នាទាំងនេះអេដមីនវិលត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដើម្បីធ្វើការបកស្រាយសាច់រឿងរបស់យើងភាគ២បន្តតែមុននឹងឈានទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងអេដមីនសូមសនោពរដល់ទាំងអស់គ្នាជួយ ទួស្រីរបស់យើងរអិលដួលប៉ះទង្គិចគ្នាដួលទាំងពីរតែម្ដងក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានត្រឡប់ទៅបន្តញ៉ាំអាហារជុំគ្នាវិញពេលនោះដែរអ្នកម៉ាក់ក៏បាននិយាយថាកូនសម្លាញ់បាញ់មិញបើសិនជាកូនទាំងពីរប៉ះមាត់គ្នាប្រហែលជាបាក់ថ្មីខាងមុខនឹងអស់ហើយទួស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាម៉ាក់និយាយរឿងផ្សេងទៅម៉ាក់ម៉ាក់ទួស្រីក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាត្រូវហើយកូនសម្លាញ់សែវយ៉ាន ទួស្រីរបស់យើងក៏បានស្រែកដាក់ទួប្រុសថាម៉េចខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់លោកពូហើយនាងក៏បានធ្វើជាមិនសូវស្រួលខ្លួនដើម្បីកិច្ចមុខពីទួប្រុសរបស់យើងហើយដោយសារតែទួស្រីរបស់យើងរត់រឿនពេកចង់ស៊ីលើអាមានអាយុបងឯងបីខែម៉េចនិយាយច្រើនទៀតទេនៅថ្ងៃក្រោយពួកយើងសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយហើយថាបងស្រីទៅហើយបងស្រីទៅទួស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយកាត់ថាលោកពូទិញត្រឹមតែ៣ខែប៉ុណ្ណោះមិនអាចហៅថាបងស្រីអីទេទួប្រុស
ស្រីក៏បាននិយាយកាត់ថាគាត់ពិតជាស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ភ្លាមៗនោះទួប្រុសក៏បានសួរទៅកាន់ទួស្រីយ៉ាងលឿនថាតើអ្នកច្បាស់ទេថាខ្ញុំនិយាយបែបនេះទួស្រីរបស់យើងបាននិយាយទៀតថាអ្នកគឺមានន័យបែបនេះត្រង់នេះទួស្រីរបស់យើងចង់មានន័យថាទោះបីជាទួប្រុសរបស់យើងមិនបាននិយាយបែបហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់គឺបង្ហាញអត្ថន័យបែបហ្នឹងទួប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាហេតុអីក៏អ្នកយល់ខុសអត្ថន័យរបស
ហើយគាត់ក៏បានយាយទៅកាន់ទូស្រីរបស់យើងថាចាងសិលើទៀងយ៉ាណាតាំងពីក្មេងមកគឺមានចរិតរឹងរូសបែបនេះសូមអ្នកកុំខ្វល់នឹងគេអីម៉ាក់ទូស្រីក៏បានយាយថាអាយចាងសិលើវិញក៏មាននិស្ស័យរឹងរូសបែបនេះដែរប្រកាសជានមានការយកច្រឡំໄວមួយហើយទូស្រីរបស់យើងក៏បានយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានអ្វីយកច្រឡំទេខ្ញុំក៏ស្អប់គាត់ដែរប៉ុន្តែម៉ាក់ទុកចិត្តចុះវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ម៉ាក់នឹងលោកពូទីងទេអ្នកទាំងពីរគ
sầm lạnh con sầm lạnh thuê cái nào khẳng đi ta con đang lên sầm ngát bảo thuê đi tế mà tôi sẽ các bạn dạy từ can lập phù tiền tha sân in khi nhom từ lập từ mờ sân hai bên lúc đá ba là bảo tôi pro các bạn tha oi tôi pro tha à không ai chấm cuốn bully trang sỉ lợi tăng pi bị chia lại mộng lại hai quát tham trang xua tôi pro bảo dương tha ta nói nam người đến con oi bully một sợi bạc đi tôi pro bảo dương dạy tha ba chúng bạn bully niang tê ngày nu cứ tôi pro bảo dương dạy bạc đi hai con dạy mình chơi tiền hai các bạn dạy tha một lệch việc chào tao pa lục pa con dậy thà ngày nút cứ chiều vậy cả đời pa khoa tê chắp bị ngày nít tao tao con tao giờ thưa là chắp bôi chiang gì lơ pro thà nén cứ chiều bong sơn bảo anh plem nút tôi pro bảo dương của bạn cọc cho lang hay dậy thà nhom chạy ad hay hai cái đa chô một tụt bạt tàu lục pa các bạn bảo to dậy thà pa cái bong ta dậy mũi côn hai đấy cái côn miên ai giả bọt bẹp nè đòi sao tại tôi pro bảo dương mình chẳng ỏi nén khai được chiều bong sơn tê và hai giờ tôi pro chẳng ỏi nén khai được chiều vậy mua ai mày tự nhà thằng ngọc ní ai tươi để mới thà tôi pro bảo dương chẳng ỏi nén khai được chiều vậy đấy ai lâu ní nghiệm một can tôi đây được bảo dưỡng quen, coi chôn mình tụt sầm rã hái, nén của bạn vừa group thoát đã thoát chung khnì, bên mình chấp thân hạ sực xa nô bị chia lái một mờ, hai nén của bạn dậy tha, bài khnì chân chân nam hai, hạt ấy còn một chuột khnì tiệt, liêm nua nẹp má của bạn mặt đỏ hai xua tha, con sầm rã anh ta con kê nở con, trang xì lửa của bạn dậy tha, kê hai mạ, hai của bạn vừa group thoát rút lẹ tục, nẹp má của bạn dậy tha là po tiếng khơi con, nhà mà hai bên ghế mình bàn chân tê, quát của bạn chấm ăn mí chỉ bị xe sầm rạp con, croc lăng nhám toàn đạp đau na, tua xây được bảo dưỡng nhà mình đá chơi chơi khnì mình đã chỉ mùi nẹm riêng ban vậy tha mẹ nhưng cơ thể là Putin á đôi chim mèn sna nằm bông rồi bỏ mẹ tê hai bậc cất bị sầm rồi bỏ mẹ mình sao bẹp đi tê ta mẹ sầm lắng khi tê bỏ kê rư cái lôi bỏ kê tê mẹ ai này mẹ các bạn trai tỏ thà côn gì sầm hạt pho tê tê hà ní á cứ bộ dương chua kê luôn ảnh tê ai là Putin với nhá cạnh tạch mèn phần tay quan chim nổ lò thêm tiếng miên phep các đào tiền thua sợi bỏ dương á bẹp mặn tay giấy còn vậy tha chưa mơ tô chỉ được bỏ tiền giả nâng pa bỏ kê cứ mình đôi kê tê chim nổ sừng hà hai số phep rượu xa tiệt nẹ mẹ các bạn vậy tha mình nuôi dưỡng nè tôi tại ruộng nâu chỉ mùi khnía tự đăng bạch ban chỉ côn mưa tại ruộng riêng hàng cà hàng trắng nhà mã có ban bật tham vậy tha đây sân ai làm bồn đi cứ bất chỉ ở cha khẳng nè hai các bạn xua từ căn côn sợi thà côn sầm lạnh ta côn miên sân ai làm bồn tế côn sợi các bạn chơi thà cha miên nhà mã các bạn bật tỏ xua thà ta kê nâu nã lầu đi tôi sợi bỏ dưỡng chơi thà sập bạn hai nhà mã hạ được chụp nhập ác lắng na hai của bạn vậy tha đầu của mình sóng sập hai bật chụp cô anh đặt men ta kế sập nhận đôi đại tâu thua sau đây là bỏ dương nhỏ nhóm hai của bạn sửa tha mà sau mấy nhà đây của bạn prap côn tha nè để mã đẹp ca chỉ muối cứ chi pa là bỏ mật độ thân là bỏ côn ca liên đâu bị chia lấy mã thua sau đây của bạn chia lấy tha mã khai côn miên pro tại cam clang chụp bùa rừng đi cho nên hai mã mình hiền prap côn năng na chẳng mã ban đầu chỉ muối lục bù tiên pi khai hai sau từ đầu đẹp ca hai chẳng hai là vậy bạn chia bộ dương rồi thế mã thua sau đây bạn vậy tha làm lại đặt bảo bộ giới cứ nói ngay bị tin nè mình ta còn nói con chỉ muốn xèo giản chạp chạp mà lại tôi chỉ cầu sao tìm buổi hai chẳng á mày tê chạp chụp một khnì mình tách có chạp sản phẩm luôn đây chỉ viên đòi pel chụp một khnì nằm ở khu yên là con tôi sẽ các bạn để dạy từ căn để mà tha hay lâu bạn chụp một khnì hai mình khu yên tê rứ nó ná chẳng thua chỉ nhận chật khang chỉ muốn bật phẹt pro can đâu bị chia lại nữa nhẹ mắt các bạn dạy tha và sân thì con đang tiên giản luôn nằm cho sản phẩm khnì mắt đang là Putin còn ai điều ca chỉ muốn khnì bạn đây tôi sẽ bảo dương mượn một để mà hai nhỏ nhầm rút xuống tha rụm lông photo tham sự nam hay từ ban chụp snap là bông quen biết đôi chia chạy chỉ vật thay mây muôn trắng là mạ thay mạ trong bọc bông mền tế nhẹ mã các bạn có việc bàn hãy tôi sẽ được bảo dưỡng sai hay còn dễ tha mình ấy tế vì mình bà bò thật đòn mạ năng lực bù tiền tế phải tôi bắt tay thì giả chìm lũ bị bạn cho sầm rộng những cái này nhưng mình chụp qua tới cứ ban hay mạ nhẹ mã các thưa sự nhà cũng ôi tôi sẽ mọi lực bê giữa rồi dễ tha
mình trâu ok sắp lưu thả cô nó dễ dần đấy mình lo tê mà tôi bảo bảo tiên giá nó cứ chỉnh trang thì môi chỉ môi nằm một tôi bảo cô đằng hai tôi sẽ đây bảo dưỡng lưu bạp đi hai cũng chạp ai nhàng lang hai con dạy thà tiên giá cứ nó cho anh ít đáy tiên giá cứ nó cho anh ít đáy tiên giá cứ nằm một tôi cho chỉ môi cái nhóm mà tôi sẽ đây ngộ các bạn hai dạy thà tôi sẽ đây bảo dưỡng riêng chứ các bạn vẫn tệ hai lâu nên nghiệp mà mơ tôi bảo bảo dưỡng quên có nhằm tới rồi hai cái do tôi sao bị muốn em mà mơ làng quên hai tôi sẽ đây bảo dưỡng quên nhé các bạn mơ rút thoát cả thoát trong khi nào chia lại សូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឆាប់ៗនៅវីដេអូភាគ3របស់យើងបន្តសូមអរគុណច្រើន